Vậy thiên thần hãy giúp chị tập được cái đầu tập thể dục này đi. Được, để ra giúp đợi. Chị Vân tập thử đi. Chị đâu mà mắc chạy nãy giờ chừng 8 cây số vậy? Đây đây, giỡn nó bay ra thôi. Hả? À? Trời, thiên thần này rảnh dữ. Con ông nó ở đằng xa, nếu mà mình không... Sao cái này mình tập hoài không được gì hết trơn vậy ta? Ủa, con lại tập cái này nữa hả? Hôm nay cô thấy con tập lâu rồi mà tập không được nữa. Để cô tập thử cho con coi nè. Thôi tập vậy được rồi, cô đi nghe. Tập hoài mà cũng không được, mình buồn quá. Đây là Thiên Thần đây, tại sao bị vậy ngồi đây hả? Thiên Thần gì mà nhỏ xíu vậy rồi làm được gì không? Yên tâm đi, đây là Thiên Thần có biết thực tế. Vậy Thiên Thần hãy giúp chị tập được cái đầu tập thể dục này đi. Được, để ra giúp đợi. Chị Vân tập thử đi. À, chị tập được rồi nè Thiên Thần ơi. Ủa, mới đây mà con tập được rồi đó hả? Đó là nhà Thiên Thần đó cô. Các bạn có Thiên Thần không? Hãy bấm like, đăng ký ủng hộ cho Thiên Thần nè. Ngược nguy hiểm hả? Vậy thôi chạy nhanh lên. Rồi hết nguy hiểm chưa mà có chuyện gì vậy Thiên Thần? Nãy ta thấy có con ông ba dở nó bay tức quần người người nó muốn ta kêu gọi người chạy. Hả? Con ông nó tốt đằng kia có mắc mới gì đâu mà mắc chạy nãy giờ chừng 8 cây số vậy? Đây đây dở nó bay ra thôi. Hả? À? Trời, Thiên Thần này rảnh dữ. Con ông nó ở đằng xa, nếu mà mình không chọc phá nó thì nó cũng không có đánh, nó không có gượt mình đâu nghe. Trừ khi mình phá tổ của nó thì nó mới gượt mình thôi. Yeah! Các bạn hãy Thiên Thần nữa mừng đốt dữ đi các bạn. Nó bấm vào đăng ký ủng hộ mình nhé. Các bạn ơi. Các bạn ơi, bấm vào đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.